Cô chào tất cả các em học sinh khối 2 thân mến. Các em đã được làm quen với các phép cộng, trừ, nhân và biết được tên gọi các thành phần của các phép tính đó. Với tiết toán ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu tên gọi các thành phần của một phép tính nữa, đó là phép tính chia. Và bài học ngày hôm nay, cô và các em sẽ học bài số bị chia, số chia, thường. Mục tiêu bài học ngày hôm nay là 1. Biết tên gọi theo vị trí thành phần và kết quả của phép chia. 2. Củng cố cách tìm kết quả của phép chia. Bây giờ, cô và các em cùng bước vào bài học nhé. Cô mời các em cùng quan sát và lắng nghe. Cô có bài toán như sau. Cô có 6 bông hoa. Cô chia thành 2 phần bằng nhau. Hỏi mỗi phần, cô có mấy bông hoa? Các em hãy quan sát trên màn hình và suy nghĩ tìm cho cô phép tính tương ứng với bài toán này nhé. À, các em giỏi lắm. Đây chính là phép tính của bài toán. 6 chia 2 bằng 3. Vậy, cô đố các em, tên gọi của từng thành phần của phép chia này là gì? Đúng rồi. Trong phép chia, 6 chia 2 bằng 3. Số 6 đứng trước dấu chia được gọi là số bị chia. Số 2 đứng sau dấu chia được gọi là số chia. Còn kết quả của phép chia sẽ được gọi là thương. Vậy, muốn tìm được thương, ta sẽ làm sao? Các em giỏi lắm. Muốn tìm thương, ta sẽ lấy số bị chia, chia cho số chia. Ngoài ra, các em cần lưu ý. Trong phép chia, thì 6 chia 2 cũng được gọi là thương. Như vậy, các em đã nắm và biết được tên gọi các thành phần của phép chia. Sau đây, cô và các em cùng làm các bài tập sau nhé. Bài tập 1. Tính rồi điền số thích hợp vào ô trống theo mẫu. Các em hãy quan sát trên màn hình. Trong bài tập này, cô có 4 cột, đó là phép chia, số bị chia, số chia và thương. Trong phép chia, cô có 8 chia 2. Vậy bạn nào có thể cho cô biết 8 được gọi là gì? À, đúng rồi. 8 trong phép chia này được gọi là số bị chia. Còn 2 được gọi là số chia. Vậy số chúng ta cần tìm là gì? Các con giỏi lắm. Số chúng ta cần tìm được gọi là thương. Vậy muốn tìm thương, ta sẽ làm sao? À, đúng rồi, ta sẽ lấy số bị chia, chia cho số chia. Vậy, cô sẽ lấy 8 chia 2 bằng 4. Và 4, cô được gọi là thương. Và từ phép tính chia này, các em hãy sắp xếp các số theo tên gọi thành phần của phép chia. 8, cô sẽ xếp vào số bị chia. 2, cô xếp vào cột số chia. 4, cô xếp vào cột thương. Như vậy, cô đã vừa hướng dẫn cho các em bài mẫu. Bây giờ, các em hãy dựa vào bài mẫu và làm các bài tập tương tự nhé. Sau đây, chúng ta sẽ cùng bước qua bài tập số 2. Bài 2, tính nhẩm. Trong bài này, cô có các phép nhân và phép chia. Bây giờ, các em cùng quan sát và nghe cô hướng dẫn bài mẫu nhé. Cô có phép tính nhân 2 nhân 3 bằng 6. Phép tính chia 6 chia 2 bằng 3. Vậy, các em có nhận ra giữa phép tính nhân và phép tính chia, chúng có mối quan hệ như thế nào hay không? À, đúng rồi. Từ một phép nhân, ta có thể dễ dàng tìm ra một phép tính chia tương ứng. Như vậy, các em hãy hoàn thành tiếp những các bài tập sau nhé. Cô tin các em sẽ làm bài thật tốt. Cô chúc các em một buổi tối vui vẻ và sớm nhận được bài làm của các em nhé. Cảm ơn các em đã theo dõi bài giảng của cô. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.